Vâng, thì chủ đề hôm nay của chúng ta sẽ liên quan tới là thành công không đánh đổi gia đình. Đó. Đây là một cái chủ đề mà dành cho nữ doanh nhân. Và hôm nay tôi sẽ cùng với Anna sẽ chia sẻ với các bạn về chủ đề là thành công không đánh đổi gia đình. Và đây là một cái chủ đề mà dành cho tất cả mọi người, nhưng đặc biệt là dành cho các chị em phụ nữ. Vâng, thưa các bạn, là một nữ doanh nhân, là một chủ doanh nghiệp hay là phụ nữ và kinh doanh, thì nó sẽ dẫn đến là hai trường hợp. Một trường hợp là gì? Là kinh doanh hiện nay đang là gặp trắc trở và mọi việc đều đến tay mình và hiện nay vẫn chưa thực sự là thành công. Thì người phụ nữ khi mà rơi vào cái hoàn cảnh là khi khởi nghiệp, khi kinh doanh, thì rất nhiều người phụ nữ là mọi việc đều đến tay mình và công việc kinh doanh chưa thực sự là suôn sẻ gì cả. Và với những người phụ nữ mà khởi nghiệp, đặc biệt trong giai đoạn là 3 4 năm đầu tiên, thậm chí là khoảng tầm 5 năm đầu tiên ấy, thì họ vô cùng là vất vả. Nếu bạn sinh con, bạn đặc biệt là sinh con đầu lòng, các bạn đã thấy là một người phụ nữ mà sinh con đầu lòng thì vô cùng lo lắng, vô cùng vất vả và kể cả đêm ngày đều cảm thấy là lo lắng cho cái đứa con đầu lòng của mình. Thế thì khởi nghiệp ra hay là kinh doanh, công việc kinh doanh nó cũng tương tự như vậy. Rất nhiều người phụ nữ khi mà kinh doanh ấy, thì họ là tối mắt tối mũi, sáng sớm phải thức dậy và có khi là gì là khuya đến tận 12 giờ đêm, thậm chí 1 giờ đêm, nhiều chị em vẫn tiếp tục là cày bừa với công việc kinh doanh của mình. Đó. Rơi vào hoàn cảnh như vậy ấy, thì người phụ nữ là họ vừa phải làm kinh doanh, họ lại vừa phải đóng vai là người mẹ này, họ lại vừa phải đóng vai là người vợ này, đúng không? Và lại còn phải lo toan cái việc là hai bên nội ngoại nữa. Chính vì họ có quá nhiều vai như vậy, cho nên là nhiều nữ doanh nhân là khi mà làm công việc kinh doanh đã vất vả, nhiều việc là cái gì cũng đến tay mình, về nhà lại là công việc nhà, công việc gia đình, công việc con cái, khiến cho người phụ nữ ấy, thì thực sự là quá mệt mỏi. Và nhiều lúc là cảm thấy là bị là gì đứng hình, đúng không? Đứng hình tức là cảm thấy là mọi việc nó đều đến tay mình cả. Thế thì khi mà người phụ nữ rơi vào cái hoàn cảnh như vậy thì có một cái xu thế là người phụ nữ là không không muốn có những các cái quan hệ chăn gối, đúng không? Có thể cái việc quan hệ chăn gối lúc đó thì người phụ nữ sẽ không có cái cảm xúc nữa, đúng không? Bao nhiêu trong số các bạn là đồng ý với tôi rằng khi mà chúng ta bị là vương vấn vào cái công việc kinh doanh và chúng ta lại bị là bao nhiêu các cái việc gia đình nó cuốn vào khiến cho chị em phụ nữ có thể mất đi cái cảm xúc là quan hệ vợ chồng, thì các bạn comment giúp cho tôi số 2 ạ. Và tôi tin chắc rằng là nếu rơi vào hoàn cảnh như vậy ấy, thì người đàn ông họ sẽ như thế nào? Họ sẽ cảm thấy rằng là gì, dường như là vợ mình không còn yêu mình nữa. Và khi đó rồi thì người đàn ông họ sẽ bắt đầu là để ý tới những cái mối quan hệ khác, và có thể vì là cái đấy là cái nhu cầu tất yếu, đúng không? Nó là một cái nhu cầu tất yếu, và khi khi đó thì họ sẽ lại là tìm kiếm chỗ này chỗ kia, và đây chính là một trong những các vấn đề rất lớn liên quan tới vấn đề hạnh phúc gia đình. Bởi vì là trong trường hợp đấy thì cái rạn nứt nó bắt đầu từ gì ạ? Từ người vợ và sau đến là gì? Là người chồng. Thế và không chỉ vậy, có thể cái việc đấy ok, nếu giả sử cái việc đấy ok rồi thì cái việc tiếp theo nữa là gì, là người phụ nữ ở công ty đã rất là vất vả rồi thì về nhà có khi là thấy con cái là học hành không đến nơi đến chốn, hoặc là có thể con cái các con lớn lên rất là nhanh, và con cái lớn lên rất nhanh thì chợt nhiều lúc người phụ nữ giật mình rằng là mình cảm thấy tội lỗi. Đó, mình tội lỗi vì không dành ra được cái thời gian cho con cái của mình, dành ra cho những người con cho con thân yêu của mình, và đặc biệt khi con cái học dốt này, con cái là nói không nghe này, rồi hư hỏng này, thì lúc đó với vai trò là một người mẹ thì người mẹ sẽ bắt đầu là sẽ có một cái cảm giác là rất là tội lỗi, đúng không em? À, bởi vì là người mẹ sẽ bảo là không hiểu tại sao mình lại rơi vào cái hoàn cảnh như vậy. Bao nhiêu trong số các bạn ở đây là phụ nữ cũng đã có những lúc mình cảm thấy bị giằng xé là bởi vì là gì, là mình là lửa cháy hai đầu, một mặt là cái công việc của công ty, một mặt là công việc gia đình, chả cái gì trọn vẹn cả. Thế khi mà công việc gia đình không trọn vẹn, công việc với
công ty cũng không trọn vẹn, thì tự nhiên lúc đó tôi gọi nó là lửa cháy hai đầu. Và lửa cháy hai đầu thì cuối cùng là người phụ nữ rất là giằng xé, và có những cái trường hợp rơi vào hoàn cảnh là lúc đó mình gọi là tiến thoái lưỡng nan, tức là mình đã mở ra doanh nghiệp rồi, đầu tư công sức, đầu tư ra tiền của, đầu tư ra tài sản rồi, nhưng cuối cùng là bây giờ bán không ai, không ai mua đó, bán doanh nghiệp không được, mà nếu mà bỏ đấy thì lại tiếc. Phụ nữ thì bao giờ cũng tiết kiệm, rất là cảm thấy tiếc về cái công sức của mình, tiếc về cái tài sản của mình. Thế và đây chính là những cái việc mà có thể dẫn đến người phụ nữ lúc đó là cảm thấy cực kỳ giằng xé, không biết là mình có nên tiếp tục cái công việc này nữa hay không, không biết là mình có nên là có nên tiếp tục công việc kinh doanh hay không. Thậm chí là nếu giả sử trước đấy ra làm kinh doanh không được ông xã mình ủng hộ, thì lúc đó bắt đầu là ông xã sẽ làm sao ạ, là đay nghiến, đã bảo rồi mà, tôi đã bảo rồi mà không nghe đấy, đấy bây giờ phải chịu trách nhiệm đúng không. Và lúc đó thì thực sự là cảm thấy rất cô đơn vì không được chia sẻ, đã vậy rồi lại rơi vào hoàn cảnh con cái thì không được đến nơi đến chốn, bắt đầu người phụ nữ sẽ cáu giận đúng không? Bực tức với bản thân mình và cáu với chồng, cáu với con, cáu với tất cả mọi người, là lúc đó gọi là giận cá chém thớt. Và trong cái hoàn cảnh như vậy ấy, thì sẽ dẫn đến tình trạng là gia đình sẽ lục đục, và bản thân khi mà người phụ nữ trong gia đình mà không được vui vẻ thì người chồng cũng chắc chắn là sẽ không được vui vẻ, và khi người phụ nữ trong gia đình không vui vẻ thì everyone, tất cả mọi người đều không vui vẻ đúng không? Các con sẽ rất là cảm thấy không thoải mái và cảm thấy sợ bố mẹ và cảm thấy là cái không khí trong gia đình nó nặng nề. Đấy là cái trường hợp tôi gọi là cái trường hợp là nữ doanh nhân làm kinh doanh và chưa thành công đó, rất là vất vả, rất vật lộn, mọi thứ đều đến tay mình, và đã không thành công rồi thì lại công việc gia đình nó cũng dẫn đến cái tình trạng là rất là khổ ải như vậy. Thế và bây giờ tôi lại nói trường hợp thứ hai. Thế trường hợp thứ hai là nữ doanh nhân kinh doanh thành công đó. Khi mà nữ kinh doanh thành công thì liệu là có chắc chắn bảo đảm hạnh phúc hay không? Chưa chắc các bạn. Rất nhiều nữ doanh nhân khi mà kinh doanh thành công rồi thì lúc đó người phụ nữ có thể là gì, là không được cái kết nối với chồng, bởi vì một số chị em phụ nữ do là kinh doanh rất thành công mà người chồng của mình lại không chia sẻ, người chồng của mình lại không ủng hộ, hoặc là người chồng của mình lại là theo như quan điểm của xã hội hay nói là người chồng của mình lại không được tài năng về vấn đề kinh doanh như vậy. Thế thì lúc đó người chồng sẽ có cái cảm giác là gì ạ, là thấp hèn hơn đúng không? Và đặc biệt một số chị em thể hiện là ta đây là gì ạ, là hơn tất cả, ta đây là tài năng, cho nên là cậy mình có kinh tế, dẫn đến tình trạng là cái cách thức cư xử hành xử với chồng của mình làm cho chồng của mình cảm thấy thiếu được tôn trọng, và lúc đó rồi thì rơi vào hoàn cảnh là gì, chồng sẽ cảm thấy không được là tôn trọng nữa và cảm thấy tự ti, và khi tự ti rồi thì chồng bắt đầu là muốn tìm một ai đó, tìm một đối tác nào đó để mình sẽ làm sao được tôn trọng, được ghi nhận, được trân trọng và được yêu thương. Thế và từ đấy rồi có khi là người chồng sẽ đi tìm một cái cô bé nào đấy có thể trình độ thấp hơn nhiều đó. Và trông thì có thể thỏ thỏ tơ hơn nhiều đó. Và thậm chí là có thể xấu hơn cái người phụ nữ, người doanh nhân nữ kia rất nhiều, và người doanh nhân nữ kia bắt đầu đặt ra câu hỏi tại sao lại như thế nhỉ, mình xinh đẹp như này, mình tài năng như này, mình giàu có như này, mình có tất cả mọi thứ mà tại sao mình lại rơi vào hoàn cảnh trớ trêu như vậy. Thì lúc đó gọi là gì, người giàu cũng khóc đó, là vậy thì tại sao chúng ta lại rơi vào hoàn cảnh như vậy. Và nếu như trong trường hợp bạn mong muốn vừa hạnh phúc vừa thành công, nếu bạn là một chủ doanh nghiệp thì là chúng ta luôn luôn có cách. Rất nhiều người cho rằng là gì, là để mà thành công trong việc kinh doanh thì đấy là cái giá phải trả đó, cái giá phải trả tức là gì, chúng ta sẵn sàng trả bất cứ giá nào, ngay kể cả là cái hạnh phúc gia đình. Tôi không đồng ý, tôi không đồng ý về cái việc đó đó. Và có nhiều người là chấp nhận chỉ để giàu có, để thành đạt, để nổi tiếng cho công việc kinh doanh của mình, và phải đánh đổi cả về vấn đề con cái, cả về vấn đề chồng con, và kể cả vấn đề gia đình
kể cả bố mẹ phản đối, kể cả chồng phản đối, kể cả con phản đối, và kể cả mọi người trong gia đình phản đối, thì là họ đã quyết tâm và bằng mọi giá để thành đạt về vấn đề gọi là kinh doanh. Thế thì vậy thì liệu đó có phải là cái mà bạn là gọi là cái giá phải trả cho cái công việc thành công kinh doanh hay không? Thưa các bạn, là chúng ta hoàn toàn không cần thiết phải trả một cái giá nó quá đắt như vậy. Thành công trong kinh doanh, thành công trong tiền bạc, có rất nhiều tiền, cuối cùng là hạnh phúc gia đình lại bị đổ bể, đúng không? Và bạn sẽ bất hạnh đối với lại cái nơi mà bạn cần thuộc về, đó là gia đình của bạn. Thì để làm cái gì? Đó, câu hỏi cuối cùng là để làm cái gì? Bởi vì tiền nó chỉ là gì? Phương tiện của cuộc sống thôi. Tiền nó chỉ là một cái để giúp cho chúng ta thực hiện được những các cái công việc để cho chúng ta hạnh phúc. Cho nên là cuối cùng chúng ta phải làm thế nào có một cuộc đời viên mãn. Cuối cùng chúng ta phải làm thế nào để cho chúng ta cảm thấy là gì? Là thực sự là fulfill, tức là gì? Là được hạnh phúc, được thỏa mãn ở bên trong. Rất nhiều người phụ nữ khao khát làm kinh doanh, khao khát thành công, và như thầy Tô Nhật vừa nói thì có thể sẵn sàng đánh đổi rất nhiều thứ, thậm chí đôi khi đánh đổi cái thứ quan trọng nhất, đó là nó là cái niềm hạnh phúc của chính bản thân, của gia đình, để đánh đổi lấy một cái điều mà mình tưởng là quan trọng nhất, nhưng nó là cái sự nghiệp, nó là sự danh giá. Nhưng cái câu chuyện là khi chúng ta có sự nghiệp, chúng ta có tất cả, nhưng chúng ta đánh mất gia đình, chúng ta không còn người thân yêu bên cạnh, thế thì liệu cái điều đó có ý nghĩa gì? Thế thì ở đây thì cái điều này á, nó rất quan trọng, bởi vì giúp cho mọi người rõ được cái hệ giá trị của mình. Ở đây thì thật sự là những cái điều này Anna và thầy Tô Nhật sẽ chia sẻ trên góc nhìn và trải nghiệm của thầy Tô Nhật và Anna thôi, và cũng đâu đó chia sẻ lên một cái tiếng nói để giúp cho một số các chị em đâu đó có thể gọi là dừng lại một chút, nhìn lại một chút và xem là cái hệ giá trị của mình, liệu mình có đang gọi là đang xét đúng cái hệ giá trị không? Điều gì là điều quan trọng nhất trong cuộc đời của người phụ nữ hay là của mỗi con người? Thì hôm nay thì thật sự là sẽ rất 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 vui nếu như một nữ doanh nhân nào đó, chỉ cần một người thôi, nghe được cái nội dung chương trình này và có cái sự thay đổi về tư duy, thì đó cũng là cái niềm hạnh phúc của thầy Tô Nhật cũng như Anna rồi. Bí quyết đầu tiên mà tôi cùng với Anna muốn được chia sẻ với các bạn đó là thuận vợ thuận chồng tát bể đông cũng cạn. Đó. Thuận vợ thuận chồng tát bể đông cũng cạn, đó là một cái câu thành ngữ của bên chỗ các cụ, đúng không? Và trong một cái cuốn sách mà tôi đọc được, nó gọi nó là cái khái niệm là trí tuệ ưu tú. Trí tuệ ưu tú có nghĩa là gì? Là sự hòa hợp giữa sự hòa hợp giữa hai hoặc hơn hai người với nhau để cùng hướng đến một cái mục tiêu. Thế thì vậy thì nếu như trong trường hợp bạn là một nữ doanh nhân, bạn là một người cực kỳ khát khao thành công và bạn muốn được là gì? Giúp đỡ nhiều người, bạn muốn được làm kinh doanh, hoặc là bạn là không phải là vì vấn đề tiền nhưng bạn có một cái đam mê nào đó để bạn muốn làm kinh doanh, để bạn muốn được giúp đỡ người khác, đúng không? Nhưng mà cái quan trọng đầu tiên tôi muốn hỏi bạn, liệu chồng bạn có đồng ý với bạn để bạn làm kinh doanh hay không? Tôi lấy ví dụ trường hợp là chồng bạn đúng không ủng hộ cho bạn, thì liệu bạn có làm bất chấp hay không? Thế thì trong trường hợp là bạn rất khát khao thành công, cho dù vì tiền đúng không, hay vì sự nổi tiếng, hoặc là vì đam mê của bạn, tôi đồng ý với bạn rằng là gì? Là em muốn được làm đam mê, em muốn được làm cái công việc em thích, thì em mới gọi là gì? Em mới cảm thấy hạnh phúc. À đúng rồi, khi bạn tìm được một công việc mà bạn đam mê và bạn giúp ích được cho đời và bạn cảm thấy là full fin, bạn được cảm thấy thỏa mãn với cái việc đó, đúng không? Và bạn cảm thấy cực kỳ hạnh phúc cái việc đó, thì tôi thấy là cái việc đấy là tôi hoàn toàn ủng hộ với bạn. Xét về mặt góc độ là gì? Con người khi chúng ta được làm việc mình thích này, khi mình làm mình yêu này, hoặc là mình có một cái lý do cực kỳ mạnh mẽ là khiến cho mình rất muốn được làm kinh doanh, rất muốn được là gì? Là ra làm doanh nhân, rất muốn làm nữ doanh chủ. Ok, tuyệt vời đúng không ạ? Thế tuy nhiên á, nếu như trong trường hợp bạn làm bất chấp, ngay kể cả chồng bạn không đồng ý, thì nó sẽ xảy ra tình huống là hai tình huống. Tình huống thứ nhất đó là gì? Là khi mà giả sử bạn là không thành công, thì nó sẽ rơi vào cái tình huống một là bạn sẽ rất là vất vả, và lúc đó chồng bạn sẽ là gì? Là đay nghiến,
chồng bạn sẽ bảo là đấy cho mà biết đúng không? Thế rồi chồng bạn cũng sẽ bảo là đã bảo rồi mà không nghe đúng không? Thế rồi và bạn lại cũng sẽ lại rơi vào cái hoàn cảnh là lửa cháy hai đầu và cuối cùng bạn sẽ cực kỳ là khổ ải đúng không? Còn trường hợp giả sử bạn thành công, thì lúc đó là bạn lại càng đẩy bạn ra xa khỏi chồng, bởi vì như tôi phân tích ở phần trên, cho dù bạn thành công hay bạn thất bại thì bạn đều bất hạnh, đa số là như vậy. Rất hiếm có cái trường hợp nào bạn làm bất chấp với chồng của bạn mà bạn nhận được sự hạnh phúc, bởi vì người chồng ấy là người đàn ông. Tôi là một người đàn ông và tôi rất bảo thủ. Khi mà vợ tôi mà không nghe tôi, họ không lắng nghe ý kiến của tôi, thì điều đó có nghĩa rằng là gì? Cô ấy không còn tôn trọng tôi nữa, và không còn tôn trọng tôi nữa, không còn lắng nghe tôi nữa, tức là làm bất chấp ý kiến của tôi ấy, thì lúc đó có nghĩa rằng mình cảm thấy là mình bị ra rìa, mình cảm thấy rằng là mình bị tổn thương, đúng không? Và lúc đó mất đi cái niềm tin và mất đi cái sự kết nối. Thế thì tôi chia sẻ câu chuyện của hai chúng tôi. Cách đây 5 năm về trước, lúc đó thì bà xã tôi có mong nguyện để ra làm kinh doanh. Mặc dù cái giai đoạn đó thì bà xã tôi là làm với cái vai trò là giảng viên trường đại học ngoại thương, một vị trí mà bao nhiêu người mơ ước và bản thân tôi cũng mơ ước. Tôi và gia đình hai bên nội ngoại cực kỳ hạnh phúc khi mà bà xã tôi thi được vào trường đại học ngoại thương. Và lúc đó là cũng được khoảng tầm là hơn một năm thì bà xã tôi bắt đầu là lại đòi là nghỉ trường đại học ngoại thương và mong muốn để ra để khởi nghiệp. Thế tôi bảo dẹp, đừng có chuyện là kinh doanh, bây giờ một mình anh kinh doanh là đủ rồi, không có kinh doanh cái gì hết, em làm vị trí đấy, bởi vì vị trí đấy là vị trí tuyệt vời và cả hai bên gia đình đều là mơ ước và anh cảm thấy cực kỳ hạnh phúc khi mà em làm điều đó, em làm việc đó, cho nên là đừng có ra. Thế và khi mà tôi nói như vậy cái thì thôi vợ tôi là im thít không dám nói gì cả. Thế nhưng mà tại sao bây giờ vợ tôi lại bây giờ lại làm doanh nhân? Thì có thể là tôi muốn chia sẻ với bạn Anna sẽ nói về cái trải nghiệm đấy như thế nào và Anna đã làm thế nào để về sau Anna là ra khởi nghiệp được. Thì có thể Anna chia sẻ một chút với lại các bạn ở đây. Ok. Bao nhiêu trong số các chị em đang xem livestream này thấy thầy Tô Nhật cũng là một cái người tương đối gia trưởng đúng không ạ? Vâng. Có nghĩa là như thầy có chia sẻ đấy, người đàn ông thì cái điều thực ra là cả đàn ông cả phụ nữ đều cần một cái điều đấy là tôn trọng, cái sự tôn trọng nhau. Và cái điều mà thầy vừa có chia sẻ ý đầu tiên để mà làm một cái người gọi là nữ doanh nhân hạnh phúc và thành công á, thì cái điều đầu tiên là cái sự hòa hợp của hai vợ chồng đúng không thầy? Ok, gọi là cái sự hòa hợp. Ở đây ấy, cái câu chuyện là thầy đang muốn nói đến cái câu chuyện hòa hợp làm tức là ở đây nó nói đến cái câu chuyện là không bất chấp, không bất chấp. Chứ còn thật sự là không phải là ngay từ ban đầu là ai cũng hiểu mình hết và có cái góc nhìn giống nhau. Như thầy Tô Nhật vừa có chia sẻ thì đúng là năm cách đây năm 2016, cuối 2016, tức là trước khoảng mấy năm trước đây thì Anna cũng đang làm giảng viên tại trường đại học ngoại thương. Và mình có cơ duyên để vào môi trường đó, cảm thấy cực kỳ tự hào, cực kỳ hạnh phúc. Thế thì nó có một cái điều nữa, đó là cái sự thôi thúc từ bên trong. Tức là năm 20, cũng là cái cơ duyên 2016, là Anna vô tình được đi học một cái lớp gọi là một cái chương trình phát triển bản thân. Thế thì nó gọi là chương trình phát triển bản thân bởi vì trước đó thì Anna không bao giờ tham gia những chương trình kiểu đó, và chỉ biết là đến toán, lý, hóa, rồi sau này thì đại học, rồi thạc sĩ. Và cảm ơn mọi người. Và không biết đến những cái chương trình gọi là phát triển bản thân. Thế nhưng mà năm 2016 thì vô tình tham gia một cái chương trình. Thế thì thật sự đó là một cái chương trình gọi là cú hích để thay đổi cuộc đời của mình. Bởi vì là có những cái điều mà trước đây mình chưa bao giờ biết thì lúc đó mình biết. Và mình ngộ ra một cái điều là từ trước đến giờ mình được học những cái gọi là kiến thức, những cái điều nó rất là tốt cho cuộc, gọi là kiến thức học thuật rất là nhiều. Thế nhưng có một cái điều vô cùng quan trọng mà chắc có lẽ là quan trọng nhất mà bây giờ mình mới được học, đó chính là hiểu, học để thấu hiểu bản thân mình. Và thật sự là trước cái giai đoạn Anna học ấy, thì Anna đi học ấy, học cái chương trình đó thì là khi lúc đó thì Anna đã lấy chồng được khoảng độ chắc là hơn 7-8 năm. 7 năm. Thế thì cũng có với cái việc là sinh con, lấy chồng, sinh con, công việc, mọi thứ cũng giống như biết bao nhiêu người phụ nữ khác, đó là cái sự stress, căng thẳng. Và
và thực ra là và rất nhiều sự tiêu cực, và Anna thì phàn nàn rất là nhiều, kêu ca rất là nhiều và đổ lỗi rất là nhiều, và thậm chí là cũng rất là hay ghen tuông vân vân, rất giống như tất cả những mọi người phụ nữ. Và thậm chí cái lúc đó ấy, thì Anna cũng không để ý tới cái gọi là bề ngoài của mình nhiều. Và nếu như có hình ảnh một dịp nào đó thì Anna cũng sẽ chia sẻ cho mọi người hình ảnh của Anna lúc đó, trông rất là to béo và trông nói chung là cũng đương nhiên cũng có cái nét riêng của mình, nhưng mà thật sự lúc đó thì trông mình không được chăm sóc bản thân. Thế thì cái lúc mà Anna học cái chương trình đó ấy, thế thì lúc đó nó giống như là một cái gọi là một cái gì đó nó chạm rất là mạnh vào bên trong cái, nó không gọi là suy nghĩ nữa mà nó là bên trong cái trái tim ấy, và mình biết rằng là mình cần phải trở về, tức là mình cần phải trở về kết nối với sâu bản thân mình để mình hiểu rõ là mình muốn cái gì và mình đang có cái điều gì trong cuộc sống này. Và thật sự là sau cái chương trình đấy thì Anna đã hiểu hơn về gốc rễ con người mình, những cái ước mơ của mình trước đây, rồi những cái điều mà ví dụ như những cái thói quen đọc sách chẳng hạn. Thì Anna là người trước đây cực kỳ thích đọc sách, nhưng mà từ hồi lấy chồng rồi thì bận rộn công việc và mọi thứ và quên luôn cái thói quen đó. Và lúc đó thì bắt đầu quay trở lại cái thói quen đọc sách này. Rồi thay vì phàn nàn, kêu ca với chồng thì cảm thấy yêu thương và thấu hiểu chồng mình hơn, và cảm thấy là cuộc sống này nó ý nghĩa rất là nhiều. Và bắt đầu thay đổi góc nhìn, thay vì phán xét những cái người như là những cái người rất là bên thân cận như những người bắt giúp việc chẳng hạn, thì có thể là trước đây thì Anna có hay soi xét, nhưng mà sau khi dần dần ấy, thì sau những cái đó thì Anna đã cảm thông nhiều hơn, và đã nói chung là cho đến bây giờ thì thật sự là ngay cả trong những cái bài biết ơn, thậm chí là Anna cũng rất biết ơn những người như bác, các bác hay mọi người support hỗ trợ cho mình và bớt đi những cái sự phán xét rất là nhiều. Thế thì cái điều Anna chia sẻ đây đó là mình nhận ra một cái điều, đó là con người á được có thể hoàn toàn thay đổi trên những cái gọi là hoàn toàn có thể phát triển hơn, trở nên tốt hơn, và có cơ hội để phát triển mỗi ngày. Và qua những cái chương trình đào tạo như vậy, qua những cái cuốn sách, nhưng có những người mà cả đời sẽ không biết đến điều đó. Thế làm thế nào để Anna thay đổi? Ok, vậy thì Anna nói hơi dài cái chuyện đó, vậy thì đang nói cái khao khát ở bên trong ấy. Vậy thì cái điều đó là khi mà Anna ở trong trường ngoại thương, vậy thì đó là tại sao mà cái môi trường là một cái môi trường cực kỳ tuyệt vời. Thế nhưng mà có một cái thôi thúc ở bên trong mình ấy, đó là mình nghĩ rằng là mình thật sự mình đam mê cái điều gì. Anna rất đam mê nghiên cứu về phát triển con người. Để làm thế nào tìm hiểu là cho chính bản thân mình đã. Bởi vì trước kia ấy, mình là cái người mà rất dễ bị cảm xúc, rất dễ bị nóng nảy, bị cáu giận. Và Anna cầu nguyện là mình mong muốn mình được bình an, mình được bình an, mình được hạnh phúc, mình lan tỏa là cái tình yêu thương một cách tự nhiên, đích thực. Và nhưng mình vẫn mong muốn phát triển thành một cái sự nghiệp rực rỡ. Thế thì Anna luôn trăn trở cái điều đấy. Và có một cái điều đó là khi mà bản thân mình thích nghiên cứu phát triển con người như vậy thì mình có được cái sự cơ duyên để thay đổi hàng ngày. Và Anna thấy được, nhìn thấy được cái gọi là cái con đường. Rõ ràng là có con đường để giúp cho mình, vậy thì cũng có con đường để giúp cho người khác. Và cứ thôi thúc như vậy thì Anna, cái thời điểm ý mà Anna chia sẻ với thầy Tô Nhật và là xin dừng lại ở trường Đại học Ngoại thương để làm cái công việc là phát triển cái công việc kinh doanh về những chương trình đào tạo ngắn hạn để phát triển con người, thì thầy Tô Nhật như mọi người nghe khi đấy đúng không ạ, thầy nói là dẹp. Tức là thầy cũng là một người rất gia trưởng và nghĩ rằng là mình có thể nông nổi và mình không biết quý trọng cái cơ hội mình đang có. Và thật sự là không phải riêng thầy Tô Nhật đâu, mà tất cả đại gia đình, tất cả đại gia đình, từ bố mẹ, từ thầy bố mẹ rồi mọi anh chị trong gia đình đều thấy rằng là cái quyết định đó là quyết định không đồng ý với quyết định đó, và cho rằng là mình là người cả thèm chóng chán. Và Anna cũng lúc đó cũng bị khựng lại, thực sự là cũng bị khựng lại, bởi vì bị nhận một cái sự phản ứng rất là mạnh từ mọi người, và cũng bị khựng lại và cũng có nỗi sợ. Mình sợ mình không có làm được không, mình sợ rồi mình như thế cũng sẽ có vất vả hay không. Thế nhưng mà càng ngày á, cái sự thôi thúc bên trong nó càng lớn, và dần dần Anna hiểu được rằng là mình thật sự mình muốn sống một cuộc đời nó có cảm hứng,
và mình được làm cái thứ mà mình yêu thích. Tại ở trường ngoại thương, làm giảng viên cũng là một cái điều quá tuyệt vời, nhưng mình thật sự mình được mong muốn là sống theo cái mà gọi là đam mê của mình. Vậy thì mọi người biết không ạ? Thì Anna, theo mọi người Anna có từ bỏ không ạ? Anna có từ bỏ cái việc đó không ạ? Và theo mọi người thì Anna đã làm cách nào ạ? Mọi người thử comment xem ạ. Thử comment xem ạ. Vậy thì Anna có bất chấp không? À, vậy anh bảo em dẹp thì em nói là cây anh, em cứ làm đúng không ạ? Thật ra là trong trường hợp là chúng ta có nhiều sự lựa chọn. Nhưng đối với Anna thì thật sự bản thân Anna là người rất là cá tính. Rất là cá tính. Thế nhưng mà mình lại là cái người rất là hiểu được cái việc đó là mình rất là tôn trọng, thực sự là rất là tôn trọng thầy Tô Nhật là người bạn đời của mình. Và cái việc mà khi mà mình đưa ra cái ý kiến như vậy á, nó là một quyết định rất lớn trong cuộc đời. Nó là cái sự rẽ hướng. Và ở đây thì khi mà gặp một cái sự phản đối nó mạnh như thế thì Anna cũng lúc đó thì cũng lắng nghe. Và sau đó thì cũng đầu tiên là lắng nghe và suy xét lại xem là điều đó thật sự là cái lựa chọn đó của mình nó có phải một cái lựa chọn xuất phát từ một cái khát khao lớn, từ một cái mục tiêu lâu dài, và mình có sẵn sàng chịu trách nhiệm với điều đó không, mình có ước mơ để làm cái điều đó không. Và sau khi Anna đã hỏi chính mình rồi ạ, thì Anna đã thuyết phục, đã trong vòng 3 năm liền, gần 3 năm liền ạ, sáng nói, chiều nói, lúc nào có cơ hội lại nói. Và mình không nói, tức là Anna nói theo, chỉ chia sẻ thôi. Chia sẻ cái tâm nguyện của mình, chia sẻ cái mong muốn của mình. Và có những cái lúc Anna nói rằng là thật sự là chia sẻ để mình không biết nữa, mình nói bằng cái cảm xúc thực của mình. Và có lẽ đến một cái thời điểm mà thầy Tô Nhật cảm được, đó là cái khao khát thật sự ở bên trong chính mình. Và cái điều đó là thầy Tô Nhật, ông xã cũng chẳng qua từ chối cái việc, tức là lúc đầu nói mình như thế là vì nghĩ cho chính bản thân mình thôi, nghĩ cho chính Anna thôi, bởi vì là không muốn mình bị vất vả, hay là mình xông pha, hay là mình dừng cái công việc mà nó đang rất là tuyệt vời để lựa chọn một con đường nó mạo hiểm như vậy. Thế thì mình biết là chồng mình ngăn cản vì yêu thương mình, cho nên là mình ở đây là mình dùng cái phương pháp đó là mình chia sẻ, và mình có sự thuyết phục trong vòng 3 năm liền. Và một cái điều tuyệt vời đó là sau gần 3 năm thì mình đã nhận được một cái gật đầu một cách hạnh phúc, và thầy nói rằng là anh ủng hộ em, anh ủng hộ em. Và có một cái điều đó là em chỉ có nhắc mình thôi là cần phải chịu trách nhiệm hoàn toàn với cái quyết định của mình. Và lúc đó thì thật sự là mình rất là hạnh phúc, bởi vì mình có một cái điều như thế này: nếu như bên trong mình biết điều đó là đúng rồi và được một người, chỉ cần một người thôi đồng ý với cái điều đó là ông xã mình, còn có khi cả thế giới đang ngăn cản, thì mình thấy đó là cũng điều mà mình cũng đã có đủ cái gọi là cái dũng khí để mình làm. Và lúc đó thật sự là tất cả mọi người vẫn không đồng ý, và cũng mỗi mình ông xã thôi. Và thật sự là lúc đó mình đã yes, chỉ cần anh say yes, đó là lúc đó mình đã quyết định là mình dừng lại tại trường đại học ngoại thương, và mình đã tập trung 100% theo đuổi cái con đường sự nghiệp, đó là sự nghiệp cũng là giáo dục, nhưng mà giáo dục ngắn hạn và phát triển con người. Thì qua câu chuyện này á, thì Anna cũng muốn chia sẻ một cái thông điệp. Chia sẻ một cái thông điệp đó là gì ạ? Đó là đôi khi cái việc mà thuận vợ thuận chồng ấy thì nó rất là quan trọng, nó vô cùng quan trọng đối với cả một cái người, đặc biệt đối với mọi người đi, nhưng mà đặc biệt đối với cả cái người phụ nữ làm kinh doanh. Bởi vì sao ạ? Thật sự khi Anna đã trải nghiệm rồi, làm kinh doanh ấy, đặc phụ nữ làm kinh doanh thật sự là nó rất là vất vả lúc ban đầu. Để mà set up một công ty, để nó vận hành, để nó tạo ra doanh thu, để nó phát triển, thì thật sự là chúng ta có một cái khối lượng công việc rất là khổng lồ để chúng ta cần làm. Và chúng ta cần một cái sự tập trung cũng như là rất nhiều sự nỗ lực. Thế thì nếu như chúng ta lại còn không có cái sự ủng hộ của không có cái sự ủng hộ của người bạn đời của mình nữa, thế thì lấy đâu ra cái gọi là cái năng lượng để mà làm? Bởi vì sao ạ? Chúng ta cần phải nạp vào chúng ta mới cho đi được. Vậy thì chúng ta muốn cống hiến cho xã hội, chúng ta muốn tạo ra những cái giá trị lớn, thì chúng ta cần phải được nạp vào, chúng ta cần phải được yêu thương, cần phải được ủng hộ, cần phải được động viên. Bởi vì sao? Những cái lúc mà chúng ta mỏi nhất thì cũng có những cái bờ vai để chúng ta dựa vào, có những cái lời an ủi.
Thì đó chính là cái điều Anna muốn chia sẻ đấy ạ. Cảm ơn Anna rất là nhiều. Tuyệt vời đúng không các bạn? Vâng, thì qua câu chuyện của Anna và câu chuyện của vợ chồng chúng tôi thì tôi cũng muốn nói với các bạn là phụ nữ làm doanh nghiệp, làm kinh doanh như thế này. Điều thứ nhất là bạn mà thuyết phục bên chỗ người chồng của mình ấy, thì có thể người chồng của bạn chưa đồng ý ngay. Điều đó không có nghĩa rằng là người chồng của bạn là không yêu bạn, không lắng nghe bạn, mà thậm chí người chồng của bạn cực kỳ yêu bạn, đúng không? Rất quan tâm tới bạn, lo cho bạn, đúng không? Giống như tôi đã từng như vậy. Thế vì vậy cho nên là phải ngăn cản, phải cản trở vợ của mình, bởi vì đấy là cái góc nhìn của mình. Thế nhưng mà cái quan trọng là nếu mình thực sự là khát khao và đấy là cái niềm đam mê, đó là cái hạnh phúc và cái đấy nó ý nghĩa cho xã hội, cái đấy đã được mang lại giá trị cho đời và thực sự qua đấy bạn được là viên mãn, thì tại sao bạn không kiên nhẫn, kiên trì để thuyết phục là ông xã của mình? Bởi vì trong Kinh Thánh có nói rằng là gì? Là to become one, hai vợ chồng khi mà chúng ta lấy nhau á, chúng ta sinh ra và lớn lên đến khi chúng ta trưởng thành, chúng ta là to become one, tức là hai trở thành một. Hai trở thành một rồi mà bây giờ giả sử như là một nửa của bạn không đồng ý, bạn thì nhất quyết làm mà một nửa của bạn không đồng ý, thì lúc đó nó giống như là con rắn hai đầu ấy, đúng không? Mà con rắn hai đầu ấy thì một đầu đi đường này, một đầu đi đường này, thì lúc đấy nó xé cái thân của nó ra, thì như vậy thì cực kỳ đau khổ, cái thân xác của bạn đau khổ, cái tâm trí của bạn đau khổ, và từ đấy bạn không thể hạnh phúc được. Chồng bạn không hạnh phúc, bạn không hạnh phúc, các con của bạn không hạnh phúc, và những người thân yêu của bạn không hạnh phúc. Vì vậy cho nên là bạn hãy kiên trì, hãy kiên nhẫn, và thực sự với bạn rằng là đến khi 3 năm sau bà xã tôi thuyết phục tôi, thì cho đến khi mà tôi thấy rằng là tôi chỉ lo là, bởi vì làm kinh doanh tôi biết rồi, làm doanh nhân tôi đã 2 lần phá sản, và tôi nhìn thấy rất nhiều những doanh chủ phá sản, tới là 9,5 người trên 10 người phá sản trong 5 năm đầu tiên, tức là 95% phá sản. Và tôi nói với bên chỗ bà xã tôi rằng là làm kinh doanh không dễ dàng đâu em ạ, cực kỳ vất vả và rất khốn khổ. Cho nên là bây giờ công việc đẹp như thế, công việc tuyệt vời như vậy, người ta ước mơ để vào mà bây giờ mình lại nhảy ra. Thế thì tôi cũng phân tích rất nhiều, nhưng sau đó rồi thì bà xã tôi rất là kiên trì và phân tích cho tôi. Và điều đặc biệt là bà xã tôi đầu tiên á, là luôn luôn là làm cái gì tốt cho sự nghiệp của tôi, tốt cho cái ước mơ của tôi, bà xã tôi làm hết sức. Và cũng luôn luôn làm thế nào đấy để lắng nghe những cái quan điểm tôi và không phản đối, nhưng mà tìm cái cách thức để giãi bày, để chia sẻ, để thuyết phục. Và cho đến khi cảm hóa được tôi, và tôi cảm thấy điều đấy là thực sự là khi mà vợ mình hạnh phúc, bởi vì cuối cùng thì vợ mình hạnh phúc thì mình hạnh phúc, đúng không? Và các con của mình hạnh phúc mà. Thế thì vậy tại sao mình lại đi ngăn cản nếu như trong trường hợp mà điều đấy là bà xã mình sẵn sàng? Và tôi chỉ có nói một câu thôi, tôi bảo nếu mà thực sự điều đấy làm cho em hạnh phúc thì em phải là chuẩn bị trường hợp xấu nhất. Giả sử trường hợp xấu nhất xảy ra là em không thành công đi, thì em phải chuẩn bị điều đó, đúng không? Còn đâu anh ủng hộ, đúng không? Nếu như em đã chuẩn bị điều đó xảy ra thì em phải là đối mặt với những các cái yếu tố như là dư luận xã hội hay là cái ý kiến của gia đình hai bên, và những người mà gàn em bây giờ người ta sẽ nói rằng là đấy đã bảo rồi, cả thèm chóng chán, nghe không nghe cơ, đúng không? Hay là gì, đã bảo rồi đấy, cho mà biết đấy, bây giờ vợ chồng ông Nhật đấy, hiểu không? Không, cái việc anh thì không sợ, đối với anh không bao giờ sợ, thì anh chỉ lo cho em thôi. Thế nhưng mà sau khi mà bà xã tôi đã tính toán hết, lường hết như đấy rồi, tôi đã đồng ý, thì lúc đó là cả hai vợ chồng là rất là gì, là hợp ý nhau và hợp nhất với nhau, và tôi ủng hộ. Tôi bảo kể cả em có thành công hay thất bại thì em đã quyết anh ủng hộ, và khi mà em đã làm ấy thì anh sẽ ở bên cạnh và làm cho bằng mọi giá để thành công thì thôi. Tức là nếu như trong trường hợp mà bạn đạt được cái sự đồng thuận của vế thứ hai của mình, đúng không? Cái nửa thứ hai của mình, thì lúc đó là các cụ có câu là thuận vợ thuận chồng tát bể nông cũng cạn, và cả thế giới sẽ lắng nghe bạn, đúng không? Giống như cái khái niệm là trí tuệ ưu tú ấy, trí tuệ ưu tú tức là sự hợp nhất giữa hai tâm hồn với nhau, giữa hai hoặc nhiều con người với nhau, thì lúc đó bạn sẽ tận dụng được những trí tuệ của xã hội, đúng không?
Và đây chính là tạo ra một cái sức mạnh gọi là sức mạnh tổng hợp, và sức mạnh này nó lớn kinh hoàng, lớn hơn rất nhiều so với lại cá nhân của bạn. Yeah, tuyệt vời. Và bây giờ đến cái bí quyết số 2. Bí quyết số 2 là gì? Là bạn hãy là chủ doanh nghiệp đích thực và đừng làm khổ chủ. Đó. Hãy làm chủ doanh nghiệp đích thực chứ đừng làm khổ chủ. Đó. Thế nào là làm chủ doanh nghiệp đích thực và thế nào là không làm khổ chủ? Khổ chủ có nghĩa rằng là hiện nay chúng ta đang bị loay hoay với các công việc điều hành, tự mình điều hành các công việc. Và bạn là gì? Là bạn không thể thoát ra khỏi các cái công việc điều hành hàng ngày của bạn. Mặc dù bạn rất muốn để bạn dành thời gian cho bản thân này, bạn dành thời gian cho chồng này, bạn dành thời gian cho các con này, bạn dành thời gian cho bố mẹ này. Vậy thì bạn muốn như vậy nhưng bạn không thể làm nổi, bởi vì là nhiều khi có nhiều phụ nữ tôi biết rằng là bận đến mức độ là gì? Là đầu tóc bù rù này, đúng không? Quần áo thì sọc sạch này. Trước khi đi làm chủ doanh nghiệp thì quần là áo lượt, mặc quần áo rất là đẹp, rồi phấn phấn son son rất là đẹp, đúng không? Và thời gian thì cứ 5 giờ rưỡi là về nhà, sau đó thì có thời gian cho chồng, có thời gian cho con. Thế nhưng mà bắt đầu kể từ lúc làm doanh nghiệp thì bắt đầu là người chủ doanh nghiệp đó, nữ chủ doanh nghiệp đó, là vì là ham việc, ham công tiếc việc, và đặc biệt là không biết cách làm thế nào để mà phân công công việc, rồi là mọi việc đều đến tay mình. Chỉ sợ rằng nếu như mà giao cho người khác là bị hỏng việc, hoặc là không biết giao cho ai, bởi vì giao cho ai mình cũng cảm thấy lo lắng, đúng không? Thế thì thành ra là sau một đêm trở thành bà già, sau một đêm trở thành một người gọi là gì, là da thì nhăn nheo, đầu tóc thì bù xù, quần áo thì không còn thơm tho như ngày xưa nữa. Bao nhiêu trong số các anh chị hiểu điều tôi nói ạ, đúng không? Tức là lúc đó mình cảm thấy là quá bận rộn với cái công việc kinh doanh, mặc dù mình cũng muốn dành cho chồng, dành cho con, dành cho bố mẹ, nhưng không biết cách. Như vậy tôi gọi là gì? Khổ chủ các bạn ạ. Khổ chủ. Đó. Thế thì nếu như trong trường hợp mà bạn rơi vào hoàn cảnh như vậy thì bạn cần phải làm thế nào để trở thành chủ doanh nghiệp đích thực? Làm chủ doanh nghiệp đích thực có nghĩa rằng là bạn là chủ doanh nghiệp, nhưng bạn không cần thiết phải là điều hành trực tiếp, mà bạn cần phải làm thế nào đấy để dần dần rút ra để bạn có thể để cho người khác điều hành. Thế và quay trở lại cái câu chuyện của Anna. Đó. Anna lúc khởi nghiệp thì Anna có đồng ý với thầy tôi Nhật rằng là Anna cũng đã có những lúc rơi vào cái hoàn cảnh là không tin rằng là có một ngày nào đó mình có thể chuyển giao lại và mình có thể dựng là thoát khỏi cái công việc điều hành hàng ngày. Đúng không Anna? Tức là Anna đã có những cái giai đoạn 1-2 năm đầu tiên là thậm chí là thức khuya đến 3 giờ sáng, đúng không? Thế rồi là dậy rất là sớm, có khi là 4 giờ rưỡi, 5 giờ sáng đã dậy rồi, bởi vì nhất định phải thành công. Cho nên Anna cũng đã có những cái giây phút như vậy, và Anna không thể nghĩ rằng là mình có thể thoát ra khỏi được cái công việc đó, đúng không? Mọi việc Anna cứ nghĩ rằng là cái đấy phải là Anna làm chứ không thể ai làm khác được, đúng không? Yeah. Anna có thể chia sẻ một chút cái trải nghiệm, và có thể đâu đó là rất nhiều chủ doanh nghiệp cũng giống như Anna những cái thời kỳ đầu tiên đó. Yeah. Về cái niềm tin đó, mời Anna. Ok, mọi người vẫn còn đang lắng nghe thầy Tô Nhật Anna chia sẻ chưa ạ? Nếu mọi người vẫn còn ở đấy thì hãy comment số 3 đi. Số 3 để Anna biết rằng là mọi người vẫn đang ở đó và vẫn đang lắng nghe. Mời comment số 3 đi ạ. Anna chia sẻ một chút trải nghiệm về cái đấy đi ạ. Ok, thì Anna chia sẻ một chút về cái, vâng, cảm ơn mọi người. Cái điều thầy Tô Nhật nói thì thật sự là như thế này. Bản thân Anna thì xuất phát điểm là một người dân chuyên môn về kế toán tài chính, và suốt 10 năm từ khi mà hơn 10 năm ạ, từ khi mà cái thời điểm mà Anna ra trường ấy, thì cái công việc mà mình làm cái công việc chuyên môn, thời gian đầu tiên thì làm kế toán từ kế toán trưởng, xong thời gian thì làm quản lý tài chính tại tập đoàn Vingroup, và sau 3 năm tiếp theo thì làm giảng viên trường đại học ngoại thương. Thế thì cái chuyên môn nó không liên quan tới quản lý mà là liên quan tới chuyên môn về tài chính, kế toán, và khi mà dạy thì cũng dạy về kiểm toán. Thế thì cái lúc ban đầu ấy, khi mà bắt đầu làm công việc, bởi vì mình làm công việc đó xuất phát từ đam mê thì mình có thể sẵn sàng làm bất thể gọi là bất kể thứ gì. Ở cái thời gian đầu mà Anna làm ấy thì thật sự là có quá nhiều việc mà mình cần phải làm. Nào là từ những cái việc gọi là cái thông tin để tổng hợp thông tin để marketing một chương trình, hay là những cái việc mà
duyệt những cái bức ảnh, từng bức ảnh của một chương trình nó như thế nào, màu sắc bố cục mọi thứ ra làm sao, hay là cái việc là làm việc với cả từng diễn giả, việc diễn giả Việt Nam hay là cũng là diễn giả quốc tế, thì Anna muốn tự mình, không phải muốn mà là nghĩ rằng là có lúc đó không phải, cũng là không phải là nghĩ mà là thấy rằng là chỉ có mình làm cái việc đó, tức là mình là cái người duyệt cuối cùng hay là mình người trực tiếp làm cuối cùng thì mình mới an tâm. Và thật sự là cũng chia sẻ với mọi người, không phải là cái gì làm cũng phải là suôn sẻ ngay từ đầu đâu. Và thầy Tô Nhật thì thầy điều hành lúc đó, tức là cái vai trò thầy thì đang lúc đó thầy điều hành tập đoàn, thầy là tổng đốc tập đoàn Amacao, và cái doanh nghiệp đào tạo đó thì thầy đấy là việc của Anna, là người điều hành, thầy có thể tư vấn, thầy có thể lãnh đạo, thầy có thể gọi là định hướng, thế nhưng mà cái việc là vận hành nó thế nào, làm thế nào để cho nó ra được kết quả thì đó là nhiệm vụ của Anna. Và lúc đó thì chia sẻ với mọi người đó là cái lúc, có những cái lúc mà thật sự mình bị oải á, tức có nghĩa là mình bị stress rất là nặng, và mình nghĩ rằng là liệu mình có gọi là có đúng khi mình chọn con đường này không. Nhiều lúc thấy nó khó quá, thấy nó quá mệt mỏi và thấy nó có quá nhiều việc mình phải làm. Có những lúc như thầy nãy khi nói nãy nói á, có những lúc mình thức đến 3 giờ đêm ạ. 3 giờ đêm mình không ngủ bởi vì có những cái chương trình nó chưa đạt những cái mục tiêu như vậy, trong khi là mọi thứ đã sẵn sàng để lên kế hoạch, mọi thứ sẵn sàng rồi, nhưng nó không đạt về mục tiêu thì nó ảnh hưởng đến rất nhiều các khía cạnh. Thế thì và lúc đó mình tự hỏi mình là thật sự là nó có đáng để mình theo đuổi không, liệu mình có phải vất vả như thế này không, bởi vì tài chính thì có thể là đúng là ông xã mình cũng không để cho mình phải lo lắng về tài chính mọi thứ. Thế thì quay trở lại lúc đó thì mình đã tự gọi là mình thấy là à, mình lúc đó thì thật sự là mình cần về sự trợ giúp. Lúc đó thì thầy Nhật cũng đã chủ động nói với Anna rằng là thật sự là lúc đó thì đã cần sự giúp đỡ chưa. Thế thì sự giúp đỡ thì lúc đó thì thầy Nhật mới chia dạy, tức là lúc đó mình mới bắt đầu là học những cái bài học mà thầy Tô Nhật dạy cho mình, bởi vì đó thì đôi khi mình cũng làm cái cách mà mình hiểu thôi. Và thầy có nói đến câu chuyện đó là lãnh đạo, nếu như em muốn thật sự là em muốn mà vẫn phát triển doanh nghiệp một cách mạnh mẽ và nó thành công, thì đầu cái điều em cần phải nâng cao cái năng lực lãnh đạo của mình. Vậy thì năng lực lãnh đạo ở đây ấy, thì Anna sau đó thì hiểu rằng là cái khả năng mà mình phát triển con người, khả năng truyền cảm hứng, khả năng đào tạo đội nhóm, và khả năng mà mình tạo ra những cái nhà lãnh đạo khác, khả năng trao quyền, giao việc. Và lúc đó thì Anna đã thật sự không còn con đường nào khác. Nếu như một là chỉ là bỏ cuộc, hai là tiến lên, vậy thì mình đã giống như là đã lựa chọn, đã dừng lại một cái gọi là con đường rất tuyệt vời để mình quyết định cái hướng đi của mình rồi. Mình không thể nào mà mình dừng lại ở đó được. Và lúc đó Anna quyết định là mình tiến lên và học những cái điều mà thầy Tô Nhật dạy cho mình. Lúc đó thì Anna đã thực hành nó và thực hành cái việc là trao quyền này, giao việc và đào tạo huấn luyện nhân sự. Và một cái kết quả kỳ diệu đó là gì ạ? Thật sự là cho đến sau một thời gian không quá lâu sau thì Anna đã rất rất nhiều việc. Hơn một năm. Đúng rồi ạ, hơn một năm. Thì rất nhiều việc là Anna đã chuyển giao được cho các cái bộ phận, cho những cái người mà họ đã, trước đây thì Anna nghĩ rằng họ không, chưa từng nghĩ rằng mọi người có thể đảm trách được. Nhưng từ những cái việc mà các công việc thì đã marketing, bán đúng hàng, rồi, marketing, bán hàng, rồi vận hành, rồi vận hành, rồi làm việc với các diễn giả, rồi mọi thứ thì đã có thể chuyển giao. Và đó là cái sự kỳ diệu của cái việc nâng cao năng lực lãnh đạo mà ở đây là thầy Tô Nhật muốn chia sẻ. Vậy thì một cái thông điệp đối với cả các chị em phụ nữ đó là gì ạ? Chúng ta vẫn có con đường để chúng ta thành công, chúng ta làm doanh nghiệp thành công, hạnh phúc, có thời gian. Đó là một trong những chìa khóa cực kỳ quan trọng, đó là nâng cao cái năng lực lãnh đạo của mình, như là Anna vừa chia sẻ. Cảm ơn thầy rất là nhiều. Cảm ơn Anna rất là nhiều. Khi mà ban đầu tôi thấy rằng là bên chỗ Anna vận hành doanh nghiệp thì lúc đó tôi cũng chỉ có định hướng và tôi chủ trương thôi, và tôi cũng nói là để mà làm doanh nghiệp ấy, thì mình phải xác định rằng là gì, mình phải lãnh đạo người khác, mình phải xây dựng hệ thống, mình phải làm thương hiệu, đúng không? Thế và chỉ khi bạn là gì, bạn phải thoát khỏi cái công việc, đúng không, điều hành hàng ngày, và doanh nghiệp nó phải chạy không có bạn ở đó, thì lúc đó bạn mới có thời gian để dành cho là người thân yêu,
dành cho chồng, dành cho những người con yêu quý của mình, dành cho bố mẹ hai bên. Thì đấy mới là cái bí quyết. Thế và thật sự với bạn rằng là gì, Amacao là một cái tập đoàn, trước đây cũng chỉ là một tập đoàn, là một công ty của gia đình thôi, và chúng tôi cũng đã cũng đã có những cái giai đoạn mà thực sự là anh trai tôi rồi những người làm chủ doanh nghiệp cũng vất vả vô cùng, vật lộn vô cùng. Nhưng sau đó rồi thì là chúng tôi đã xây dựng hệ thống, chúng tôi đã làm thương hiệu, đúng không? Thì chúng tôi đã thoát khỏi các cái công việc điều hành hàng ngày. Và về sau này thì tôi mới thấy rằng là cái việc đấy nó chỉ cần làm sao mình biết thôi. Mình biết cái cách thức là, một là nâng cao năng lực lãnh đạo, hai là làm thế nào để nâng cao năng lực quản trị. Hai cái nhé, lãnh đạo và quản trị. Lãnh đạo tức là chúng ta lãnh đạo thông qua người khác, quản trị tức là chúng ta xây dựng hệ thống để làm thế nào đấy để hệ thống nó tự chạy. Vì vậy cho nên là bạn hãy thay vì xây dựng nhân hiệu thì bạn xây dựng thương hiệu của công ty, đúng không? Thay vì bạn là gì, là tự làm, thì bạn phải xây dựng hệ thống quản trị cho doanh nghiệp để hệ thống nó sẽ phải tự chạy. Và thay vì bạn làm thì bạn phải đào tạo ra những cái lãnh đạo xung quanh bạn để bạn làm. Thế và em lấy cho anh hai cuốn sách này. Thế và thưa các bạn là gì, trong 4 năm vừa rồi ấy, thì tôi ấy, là trực tiếp cũng đã huấn luyện cho hàng nghìn các chủ doanh nghiệp, và trong đó có cả chủ doanh nghiệp nữ rồi chủ doanh nghiệp nam. Thế và thực sự là không phải chỉ tôi giúp cho Anna đâu, Anna bây giờ thì là cũng là đã tự động hóa được cái hệ thống của Success Business School rồi, và tôi cũng giúp cho hàng trăm hàng nghìn các cái chủ doanh nghiệp khác. Và đây, nếu như mà bạn muốn để nâng cao năng lực lãnh đạo ấy, thì cái cuốn sách này tôi đã viết để cho các bạn nữ doanh chủ cũng như là những người chủ doanh nghiệp nói chung, bạn là cần phải có khả năng nâng cao năng lực lãnh đạo của mình. Đó, làm thế nào để là tôi cũng như là anh trai tôi có thể lãnh đạo tới 4.000 lao động và 22 công ty thành viên, đúng không? Và bây giờ thì là bản thân tôi cũng là có cái SBK Holding của riêng tôi, có là 4 đơn vị trong cái SBK Holding này. Nhưng mà tôi vẫn có cái thời gian với gia đình, với vợ con, với bố mẹ thầy U. Và Anna bây giờ cũng là lãnh đạo cái công ty Success Business School đó, và Anna cũng có những cái thời gian dành cho chồng rồi đi chơi, rồi mai chúng tôi sẽ đi xem hát cùng với nhau, đúng không? Xem Lệ Quyên rồi Bằng Kiều rồi, đúng không? Hay là Hồng Nhung và Mỹ Linh hát, rồi chúng tôi cũng có thể dành những cái thời gian đi chơi bên nhau vài ngày. Và công việc ở nhà thì anh chị em lãnh đạo cấp dưới chúng tôi vẫn vận hành bình thường. Thế rồi bà xã tôi cũng có những cái thời gian về với bố mẹ, rồi về với thầy Bu, rồi chơi với các con, rồi đọc sách cho các con. Thế thì vậy thì các bạn cần phải làm sao đào tạo lãnh đạo, đúng không? Cần phải làm sao trao quyền, cần phải biết truyền cảm hứng cho bên chỗ đội nhóm của mình, và bà xã tôi đã làm điều đó. Thế và cái cuốn sách này nữa, đây là một cuốn sách mà các chủ doanh nghiệp và các CEO, tức là các giám đốc điều hành, là tôi muốn làm sao viết lại những cái gì mà chúng tôi đã làm để xây dựng cái hệ thống để thoát khỏi cái đời khổ chủ, đúng không? 100 chìa khóa dành cho chủ doanh nghiệp và CEO. Đây là cái cẩm nang để cho bạn xây dựng hệ thống, cẩm nang để cho bạn có thể xây dựng cái là hệ thống quản trị của mình. Thế và cái này nó chính là cái món quà dành cho các bạn, dành cho các chủ doanh nghiệp và các bạn. Nếu các bạn mong muốn để là nâng cao năng lực lãnh đạo, nâng cao cái hệ thống quản trị, thì bạn phải sở hữu những cái của bộ sách này để bạn làm gì? Để bạn có thể là thoát khỏi cái đời khổ chủ để trở thành chủ doanh nghiệp đích thực. Và bên cạnh đó thì một số các chủ doanh nghiệp thì chọn lựa cái cách thức để tham dự các cái chương trình của thầy Tô Nhật, đúng không? Các cái chương trình như là xây dựng đế chế kinh doanh, xây dựng đế chế kinh doanh, và rất nhiều những người đã thoát khỏi cái đời khổ chủ chỉ sau có khoảng tầm 6 tháng đến 1 năm. Ví dụ như chị Lê Thanh, một chủ doanh nghiệp trước đây là học đại ngoại thương nhé, chị là cũng rất là vất vả và không biết cách làm nào để mà xây dựng cái hệ thống. Nhưng mà chỉ khi mà tham dự cái chương trình Leadership Coaching của tôi 21 ngày cộng với lại cái chương trình Biz Kingdom thì chị về chị đã biết cách xây dựng. Bây giờ có 3 doanh nghiệp trong tay và chị đã là hệ thống hóa toàn bộ cái hệ thống của mình, và chạy bây giờ là gì? Là chị set up cả công ty bên Nhật, cả công ty bên Myanmar, rồi công ty ở tại Việt Nam mà không cần có chị trong đó. Vậy thì làm thế nào để chúng ta có thể thoát ra được đấy?
Một là các bạn có thể đọc sách, đúng không? Đọc sách để các bạn có thể nâng cao năng lực lãnh đạo của bạn, để đọc sách để các bạn có thể xây dựng thương hiệu, xây dựng hệ thống cho cái công ty của bạn để bạn thoát dần ra khỏi cái công việc điều hành hàng ngày. Hai là bạn có thể đi học những người thầy mà họ đã thành công trong cái việc xây dựng cái đế chế kinh doanh cho riêng mình, để bạn dần dần bạn chuyển giao, bạn xây dựng hệ thống, bạn là đào tạo đội nhóm, bạn đào tạo lãnh đạo. Thì đây chính là bí quyết số 2. Đó, bí quyết số 2 là để giải phóng bạn, để giải phóng bạn để bạn có thời gian cho gia đình, bạn có thời gian cho bản thân, và công việc kinh doanh thì nó vẫn tiếp tục chạy tốt. Và khi người ta làm được thì bạn phải có niềm tin rằng là gì? Là bạn làm được. Là cái bí quyết số 3 ở đây ấy, đó chính là bí quyết là bạn cần phải xác định được giá trị ưu tiên. Đó, phải xác định được cái giá trị ưu tiên, hay còn gọi là xác định được cái chân dung mà bạn thực sự là mong muốn. Đó, xác định được cái bánh xe cuộc đời. Ok, cái bánh xe cuộc đời ấy, thì nó có rất nhiều các cái nan hoa. Trong cái bánh xe cuộc đời đấy nó có nhiều cái nan hoa, ví dụ như nan hoa về công việc này, về sự nghiệp này, nan hoa về gia đình này, nan hoa về con cái này, nan hoa về người chồng, người vợ của mình này, nan hoa về là sức khỏe này, nan hoa về tiền bạc này, nan hoa về tâm linh này. Được, đấy là những các cái góc, hay còn gọi là các vai trò, hay là các cái giá trị mà mình theo đuổi. Thế thì rất nhiều con người nói chung và phụ nữ nói riêng là bị mung lung và bị gọi là confused, hoặc là gì, hoặc là hơi lạc lối và không rõ được các cái giá trị ưu tiên của mình. Đôi khi quá nghiêng lệch về cái nan hoa tiền bạc, nan hoa sự nổi tiếng, nan hoa về công việc, nan hoa về thành công, mà họ bị thiên lệch và không cân bằng cuộc sống, đúng không? Thế thì chính điều này khiến cho họ là gì ạ? Là trở nên là bị lạc và bị bất hạnh. Đó. Vậy thì là nếu như trong trường hợp mà bạn xác định lại những cái giá trị và sẽ cân bằng những cái giá trị ưu tiên của bạn, thì lúc đó là bạn sẽ là điều chỉnh những cái sự tập trung và sự quan tâm, hay còn gọi là tình yêu của mình và thời gian của mình vào những cái giá trị như vậy. Thì lúc đó bạn sẽ trở nên quân bình hơn. Ok, cũng trong cái cuốn sách này, trong cái cuốn sách mà Thói quen nhà lãnh đạo, tôi cũng có chia sẻ về cái thói quen số 4, tức là thói quen về bánh xe cuộc đời. Lúc đó mình cần phải làm sao xác định được cái giá trị ưu tiên cho mình, đúng không? Và xác định được cái chân dung mà mình thực sự muốn trở thành. Thế thì trong rất nhiều những các cái khóa mà tôi huấn luyện cho các nhà lãnh đạo, là hiện nay đang là khóa số 10, gọi Leadership Coaching 21 ngày ấy, thì tôi coaching cho hàng nghìn các chủ doanh nghiệp và hàng nghìn các chị em phụ nữ là doanh nhân, rồi hàng nghìn những người mà họ mong muốn để trở nên hạnh phúc và thành công. Thì tôi đã phát hiện ra là rất nhiều người đau khổ, rất nhiều người là mất quân bình, mất thăng bằng cuộc sống, trở nên là cáu giận với bản thân, trở nên là bất hạnh với cuộc sống của bản thân mình, và họ có thể được cái này nhưng lại mất cái kia, là bởi vì họ không hiểu được cái giá trị mà họ theo đuổi, và họ không xác định được đâu là cái giá trị ưu tiên, và họ không có cái bánh xe cuộc đời nó thực sự là gì rõ ràng, và họ không vẽ ra được cho mình cái chân dung, tức là cái ngọn hải đăng của họ. Ngọn hải đăng tức là gì? Họ giống như cái con thuyền đi trong đêm tối mà không có một cái ngọn hải đăng nó rõ ràng để soi sáng cho họ, và dẫn đến tình trạng là họ đâm vào đá, họ bị vỡ thuyền, và họ gọi là gì, là bị trôi nổi giữa một cái biển khơi đêm tối mịt mùng, và họ không biết đâu là bờ bến. Và chính vì vậy cho nên là cuộc sống của họ lúc nào cũng cảm thấy là gì, là đầy rẫy những sự âu lo, đầy rẫy những sự lo toan, đầy rẫy những cái sự giằng xé. Nhưng một khi mà bạn đã định rõ được cái vai trò của mình, tôi lấy ví dụ như này, bạn định nghĩa bạn là gì? Tôi là một doanh nhân hạnh phúc, tôi là một nữ doanh chủ thành công, tôi là một người mẹ yêu thương, tôi là một người vợ tràn đầy hạnh phúc và trách nhiệm, tôi là một người con hiếu thuận, đúng không? Thì tất cả những các cái đấy tôi gọi là gì? Là định nghĩa cái giá trị mà mình yêu thương. Khi bạn định nghĩa rõ như vậy rồi thì bạn sẽ là gì? Bạn sẽ đi theo một cái giá trị như vậy, và bạn sẽ dành những cái thời gian và bạn sẽ làm bằng mọi giá để bạn thực hiện được những vai trò như vậy. Còn nếu như bạn không định nghĩa rõ cái giá trị mà bạn yêu thương như vậy á, bạn định nghĩa rõ cái giá trị mà bạn theo đuổi như vậy, thì
thì lúc đó là bạn sẽ làm sao, bạn sẽ bị lệch và bánh xe của bạn sẽ làm sao, bánh xe của bạn sẽ không được tròn đầy, và từ đấy rồi bạn sẽ làm sao, bạn sẽ khập khiễng, và vì vậy cho nên cuộc đời của bạn cũng sẽ khập khiễng theo đó. Thế nên là điều mà tôi muốn chia sẻ với các bạn, đặc biệt là chị em phụ nữ thân yêu, là các bạn là cần phải đi sâu vào bên trong mình để các bạn sẽ là tự khám phá về cái viên ngọc sáng ở bên trong, về con người tuyệt vời của bạn ở bên trong, và bạn sẽ định nghĩa bạn, bạn sẽ thực sự xác định rõ xem là bạn rất khát khao và mong muốn trở thành một người như thế nào, đúng không? Một người như thế nào. Và khi bạn là gieo những các cái tâm trí và cái nguyện vọng đó vào trong não bộ của bạn, và bạn thực sự ý thức được điều đó là quan trọng đối với bạn. Tôi lấy ví dụ là gì? Bạn là một vai trò là người mẹ có quan trọng đối với bạn không? Nếu đó là quan trọng đối với bạn thì bạn phải dành thời gian chất lượng cho nó, đúng không? Bạn phải cần có những cái sự là gì? Là dành cái tình yêu đối với lại bên chỗ các con của mình. Thế đối với lại là vai trò là người vợ, đó có phải là một cái vai trò quan trọng đối với bạn không? Bạn có mong muốn trở thành một người vợ hạnh phúc không? Bạn có mong muốn trở thành một người vợ hiền thảo không? Và đối với vai trò là một người con, bạn có thực sự mong muốn để bố mẹ bạn hạnh phúc không? Hoặc là bố mẹ chồng của bạn có hạnh phúc không? Đúng không? Thế rồi vai trò là một nữ doanh chủ, bạn có thực sự mong muốn để bạn trở thành một nữ doanh chủ hạnh phúc và thành công không? Nếu tất cả điều đó là yes, đó, thì tôi muốn các bạn hãy định nghĩa lại. Đừng bao giờ nghĩ rằng bạn không thể là trở thành một người nữ doanh chủ hạnh phúc, cũng như là gì? Là một là người vợ hạnh phúc, một người mẹ hạnh phúc. Bạn phải được cả ba, bạn phải được tất cả, đúng không? Bạn hoàn toàn có thể được làm được điều đó. Cái quan trọng là bạn phải có một cái niềm tin là bạn làm được điều đó. Đó, bạn khi bạn có niềm tin làm điều đó thì giống như bạn đang gieo vào trong một cái gọi là cái vườn của bạn. Đây, đây là khu vườn của bạn này. Cái não bộ của bạn nó giống như một cái khu vườn của bạn ấy. Là bạn gieo cái gì thì bạn sẽ làm sao? Sẽ đạt được cái cây đó và cái kết quả đó. Thế vì vậy nên tôi cũng muốn là bạn hãy gieo cái hạt hạnh phúc. Đó, bạn hãy gieo cái hạt thành công. Bạn vừa được thành công trong công việc kinh doanh, và bạn vừa được hạnh phúc trong công việc gia đình. Khi bạn gieo cái đó vào, và bạn hãy là gì? Hãy vẽ lại cái bánh xe cuộc đời của bạn. Bạn hãy định nghĩa lại những cái giá trị mà bạn theo đuổi. Bạn hãy thực sự là gì? Đâu là cái giá trị mà bạn thực sự là ý, coi nó là quan trọng với cuộc đời của bạn, và bạn cảm thấy đó là một cái là giá trị để bạn có một cuộc sống là trọn vẹn và ý nghĩa, thì điều đó sẽ giúp cho bạn và dẫn dắt bạn mỗi ngày, và sẽ giúp cho bạn hạnh phúc và thành công. Hãy yêu thương vô điều kiện, Yes. hãy yêu thương vô điều kiện, hãy yêu đối tác của mình vô điều kiện, hãy yêu thương là đừng đòi hỏi, và bạn sẽ thấy mọi việc sẽ thay đổi. Chúc cho bạn hạnh phúc và thành công. Bye bye và hẹn gặp lại các bạn. Chúc mọi người có một ngày mùng 8 tháng 3 thật Thank nhiều thật vui, thật nhiều hoa, nhiều quà. Bye bye. you. Thank you. Bye bye.